Không, em đừng có vội cười. Anh sẽ bắt đầu lại, sẽ quay lại với em. À không, đã bắt đầu rồi chứ. Có một cô tên Anh làm công ty ngôi sao, nhưng nghỉ việc lâu rồi nhưng lãnh còn một số tiền lương rất lớn. Khoản tiền lớn lắm sao? Dạ. Còn diễn viên triển vọng Minh Hùng có rất nhiều vấn đề, không phải một hai vụ nên vẫn chưa biết kết luận thế nào. Diễn viên triển vọng Minh Hùng có mối quan hệ với nhà báo phóng viên là chuyện bình thường. Dù sao thì anh cũng ráng giúp tôi có kết luận sớm về diễn viên Minh Hùng. Dạ. Mà nghe nói là này, công ty ngôi sao dùng diễn viên Minh Hùng đóng vai chính trong dự án phim đến hàng chục tỷ. Nhưng điều lạ là công ty mặt trời cũng tham gia hợp tác rồi. Công ty mặt trời. Dạ. Thử điều tra công ty này luôn nha. Tiền bạc thì chúng tôi sẽ lo. Bên công ty các anh chỉ cần giúp cho diễn viên Minh Hùng diễn xuất tốt là được rồi. Chúng ta dùng kỹ thuật lăn xê là thắng thôi. Việc hợp tác như một công ty có kinh nghiệm làm phim là hết sức phức tạp. Chúng ta nên bàn bạc lại sao? Cuộc họp kết thúc ở đây. Công ty mặt trời mà chịu lo hết tiền á, em thấy là lợi thế cho mình lắm á. Bên đó càng nôn nóng thì bên mình càng tà tà mới tốt. Bên đó có nhiều lợi thế hơn, không bao giờ gấp gáp mà tốt cả. À anh Bách à, em tìm hiểu á thì em thấy Thu Phong vẫn còn ở Vũng Tàu, nhưng mà có Đăng Khôi đó nữa. Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi. Dạ. Dạ cảm ơn anh. À anh hẹn em ra đây có chuyện gì không anh? Người chúng tôi cần là Minh Hùng thôi, không phải anh là ông bồ của Minh Hùng sao? À dạ, em là quản lý của Minh Hùng. Dạ. Công ty mặt trời hả? Tao cũng nhận được lời mời ở công ty đó, nhưng nhiều ràng buộc rắc rối, chán lắm. Vậy hả? Mới đi hưởng tuần trăng mật về, chưa gì hết mà đã hỏi chuyện công việc rồi. Xin lỗi hai người nhé. Mà nè, sao? Đi hưởng tuần trăng mật có happy không? Thì tất nhiên là phải vui vẻ rồi. Ủa mà sao tự nhiên bữa nay Khôi hỏi chuyện với Minh Hùng vậy? Không phải là tính tống hắn vào tù chứ? Mà Khôi nè, Thu Phong không có ở đây á, buồn lắm. Nhưng đúng hôm đám cưới của tụi này thì Phong có đến, nhưng đâu mất tiêu rồi. Mấy người nhớ tụi Phong lắm hả? Làm cái gì vậy? Anh không muốn làm như vậy đâu, nhưng vì con người muốn bắt em đi. Anh đừng có giỡn nha, anh mà làm như vậy là em không có đi đâu đó. Anh mà không đưa được em đi, Mỹ Hà buồn thì anh biết phải làm sao. Mỹ Hà? Khôi! Mỹ Hà! Mỹ Hà ơi! Thu Phong! Thu Phong! Trời ơi Thu Phong! Đúng là Thu Phong rồi trời. Vui quá, vui quá. Dì Hà, vui xong chưa? Dì đã được, đưa tiền đây. Nhanh lên. Tiền gì vậy? Anh với Mỹ Hà cược với nhau
Nếu như mà anh đưa em đến đây thì Mỹ Hà sẽ thu anh 100 ngàn. Nhanh lên. Nè, Đăng Côi. Nè, anh tham tiền vừa phải thôi. Thỉnh thoảng tụi này cứ nhận được quà ở Nhật, cứ nghĩ là bà đang ở Nhật không à. Không thể tưởng tượng được ông Hoàng Bách lại sẽ thử như vậy. Trên báo cũng vậy nữa, người ta nói vợ sắp cưới của Hoàng Bách. À, không, Thu Phong đang ở Nhật. Thực ra là tại vì ở Nhật cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm, cho nên tôi mới bỏ về trước. Vẫn bảo về cho Hoàng Bách đến cùng hả? Chú ấy gửi quà về đây thì cũng đâu có gì là xấu đâu. Mà nè, nếu Thu Phong đã chấm dứt với ông Hoàng Bách đó rồi thì... Thu Phong chưa chấm dứt với ông Hoàng Bách đó đâu. Vẫn đang suy nghĩ, vừa bỏ trốn vừa suy nghĩ. Đúng rồi, bởi vì chưa chấm dứt cho nên mới phải bỏ trốn đó. Còn với Đăng Khôi thì đã chấm dứt rồi, cho nên mới có thể ngồi cùng với nhau nói chuyện như vậy nè. Thu Phong à, Đăng Khôi còn thương bà lắm đó. Suốt thời gian qua Đăng Khôi vẫn vậy mà chẳng thèm quen con gái nào cả. Mày khùng hả? Tao đâu có rảnh nghĩ sao theo đuổi người mà ghét mình. Ừ, không phải điên thì đừng có đi theo đuổi người ghét mình nha. Thôi, mình đi mua bia nha. Ờ, tôi cũng đi mua mồi nha. Hai cái đứa này đi đâu mua cái gì mà lâu ghê vậy đó. Tình. Chết, tụi nó đi ăn cơm tiệm luôn rồi. Cái gì? Điện thoại thử coi. Ừ. Tụi tắt máy rồi. Không sao đâu, nhà của tụi nó mà, thế nào tụi nó cũng sẽ về thôi. Sợi dây này ngày xưa em làm tặng anh mà, anh nhớ con giữ sao? Đây là tình cảm của anh, em không cần phải quan tâm. Nếu vậy thì em xin lỗi vì em đã quên anh. Em sẽ lấy lại cái này. Bây giờ nó không phải là của em. Em đã dứt bỏ nó mấy năm rồi, cho nên nó không còn là sở hữu của em nữa. Đúng là em đã quăng nó đi. Vậy thì chuyện lượm lại nó hay không, đó là chuyện của anh, không liên quan tới em. Anh chào Hồng Quân thì Mỹ Hà giúp em nha. Thu Phong, em bỏ đi thật sao? Em rời bỏ tất cả, em đã quên hết rồi. Anh cũng hãy quên đi cho nhẹ lòng. Thu Phong, lại tới nữa hả? Đứt mất rồi. May quá, chưa quăng đi sao? Phải bảo hành đến cuối cùng chứ. Thôi tìm sợi khác thay thế đi. Không được, đây giống như là bùi may mắn gì đó, giật mất ly hơn. Đi đâu cũng đem theo cả, không bao giờ để quên. Mong là niềm vui và may mắn đó. Từ khi bị mất, anh toàn gặp chuyện xui. Sợi dây này đã đứt rồi, không thể nối lại được nữa. Nó cũng giống như mối quan hệ của tụi mình. Nên cô đừng đến đây tìm tôi nữa. Đồ đạc của cô tôi sẽ gửi cho Hồng Quân sau. Thu Phong, nếu như em đã quên tất cả, anh sẽ làm chuyện. Thank you.
Cuối cùng tụi nó lại cãi nhau rồi bỏ đi. Vậy là cũng không thành nữa rồi. Thôi, hình như có ai đưa chị Thong về đó. Chú, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nha. Vậy là sao? Tôi yêu Đăng Khôi, cho nên rất đau khổ. Chú xuống đây là để xem tôi đau khổ ra sao, phải không? Nếu vì người đó mà em đau khổ thì tôi không thể buông tha được. Tôi đã đau khổ như vậy mà chú vẫn không thể buông tha sao? Dám cái ông đó tới đây là cua chị Thu Phong lắm. Trời ơi, ghê. Ghê. Cầm xe đó vậy. Ba. Nhiều. Trời đất ơi. Anh Khôi. Anh Khôi. Đụng hàng rồi, đụng hàng rồi. Chào. 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 Chào anh Khôi. Thu Phong đã về chưa? À, dạ, dạ chưa, chị mới ra ngoài. Mấy anh vô nhà ngồi đợi nha. Xuống đây đợi được rồi. Dạ thôi trời đất ơi, ngoài này gió lạnh thắm trúng gió chết. Em lo cho anh Khôi đi nhà, đi đi vô này. Thêm thêm vô đây. Dạ đi vô đây, đây đi vô đây. Dạ. Ha. Cứ tưởng tượng hai người đàn ông này mà gặp nhau, thế nào chiến tranh cũng xảy ra. Dĩ nhiên rồi. Alo, có chuyện gì vậy? Anh Khôi hả? Có một người bên đây này, nói là sẽ cung cấp thông tin. Ờ, để tôi liên lạc trực tiếp. Anh cho tôi địa chỉ đi. Dạ. Làm gì vậy? Đâu? Rảnh quá à? Ừ. Xin gặp nhau, chỉ cùng học chương trình đại học văn. Chúng ta cứ từ từ suy nghĩ cho thành thục đi. Được rồi, cùng làm như vậy đi. Đừng khôi. Đi. Bắt tay một cái nha. Chưa đã trở thành người lớn rồi.
Vì cái này mà chúng ta đã gây nhau rất là nhiều. Suy nghĩ mà cũng làm được nữa. Không sao đâu, có gì em với Thu Phong làm cho em thêm một cái nữa. Có sao không Thu Phong? Em không sao. Anh không thể nào tìm được em rồi. Bây giờ em chạy hết, cho nên anh phải ăn đây. Em cứ đứng đó kia một mình đi nha. Bye bye. Thôi không giỡn nữa. Nói nghe đi. Câu trả lời của em là gì? Em rất thích anh Kem. Cái gì? Em nói là em rất thích anh Kem. Từ Kem hả? Em vẫn thích anh Kem. Ngon quá. Thôi được rồi, anh sẽ là cái Kem để cho em thích em ăn, được chưa? Gì? Nè, anh đi. Mặc đồ này, mang về thôi nhé. Em phải đi cẩn thận đó. Đi mặc nhẹ, vui lắm. Anh ngon nhiều quá à. Nhìn thử có hợp em không? Nhìn có kỳ lắm không? Nhìn thấy cũng được. Được đó hả? Thu Phong, anh có thể trốn, nhưng mà bây giờ em muốn đi tự thú. Tự thú thì có thể được hoa hồng đúng không? Anh á, gây ra biết bao nhiêu là chuyện rồi. Bây giờ tưởng là dễ dàng được hoa hồng lắm hả? Anh biết lỗi rồi mà. Bây giờ anh sẽ nói với mẹ không mua xe nữa. Thì anh sẽ bước tới em. Không mua xe nữa hả? Nghe cũng được á. Bây giờ anh xin lỗi ba để ba tha thứ cho anh. Anh sẽ bước tới em. 10 bước dạ. Thôi, anh khỏi nói gì nữa luôn đi. Anh yêu em nhiều lắm. Chẳng lẽ điều đó em không thể tha thứ cho anh sao? Cái gì? Tha thứ cho anh đúng không? Ê! Thu Phong, xem nó là quan khách mấy thứ thì Thank you.
Chú đến đây có chuyện gì vậy? Thì em đã nói rồi mà, em vẫn chưa chấm dứt với chú. Em sẽ bắt đầu lại với chú. Chú, chúng ta ra ngoài đi. Em đừng có nói dối. Tại sao em lại phải nói dối? Anh đã thấy hết đồ trong tủ của em rồi. Em không thể nào quên anh. Em buộc phải nói lời quên anh. Vì chú ấy phải không? Em nói đi. Có phải vì người này không? Không phải như vậy. Không có chuyện đó đâu. Em sẽ giấu anh mãi phải không? Được thôi. Lý do em không nói ra là muốn tốt cho anh sao? Em đang làm tổn thương anh đó. Cậu vẫn như trước đây. Chú quá háo thắng. Chú hãy đợi đấy. Đăng Khôi, đủ rồi. Anh cứ như vậy chỉ làm cho em mệt mỏi hơn thôi. Lý do em mệt mỏi không phải vì anh, mà là vì người khác đó. Thôi, kết thúc tại đây đi. Em vô nhà đi. Chú, tôi sẽ thu xếp lại. Xin chú đừng lo, tôi sẽ không quay lại với Đăng Khôi đâu. Chắc là chú cũng hiểu chứ. Chú về đi. Nè, anh làm gì đó? Ê, làm gì vậy? Em giữ tấm hình đó đi. Cái gì á? Ngày xưa cũng đẹp, bây giờ còn đẹp hơn. Mắc cười quá. Con gái đẹp thì kêu, nhưng mà con trai đẹp á, kêu quá cũng không hay. Anh sẽ cố gắng đáp lại tình yêu của em. Nè, em nói yêu anh hồi nào hả? Cái cô này, chứng cứ nhìn in ra đó mà còn chối cãi hả? Chứng cứ gì chứ? Thu Phong, anh là điều tra viên đó, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Bị cáo Thu Phong phải chứng minh mình là người vô tội. Tại sao bị cáo lại từ chối điều tra viên Lê Đăng Khôi? Bằng chứng thứ nhất, tấm hình này đây. Cái này là cái gì? Cái của tôi. Cái này được nằm trong bóp của bị cáo. Và bị cáo được gọi là người luôn tham tiền, đúng không? Dạ. Vậy bị cáo nhìn vào bóp mình một ngày bao nhiêu lần? Khoảng 20 lần á. Nhìn vào bóp mình một ngày 20 lần. Có phải là bị cáo rất nhớ đấy chuyện hôn nhân trước đây của mình không? Tôi nhìn vào bóp của tôi á, chẳng qua là tôi thích nhìn tiền ở trong bóp của tôi thôi. Đúng rồi, chính xác rồi. Chính xác. Nghiêm túc. Bằng chứng thứ hai là chiếc điện thoại này đây. Bị cáo đã ngày đêm nhìn hình của Lê Đăng Khôi và khóc, đúng không? Hồi nào? Làm gì có? Nhân viên của công ty đã nói cho tôi biết. Là ai vậy? Kêu ra đây cho tôi gặp mặt đi. Thưa quý tòa, các nhân chứng sợ sự trả thù của bị cáo cho nên không ai dám xuất hiện cả. Bị cáo luôn miệng chối cãi, nhưng một tuần trước đây rõ ràng là bị cáo đã xuất hiện trước nhà của Lê Đăng Khôi, đúng không? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà. Chứ không phải bị cáo không muốn nhìn Lê Đăng Khôi qua hình ảnh mà muốn gặp trực tiếp Lê Đăng Khôi hay sao? Không phải. Vậy thì bị cáo thu thập những tài liệu liên quan Lê Đăng Khôi để làm gì? Tại vì tôi thấy rất là ngạc nhiên. Tại sao hồi nhỏ khi còn đi học, Lê Đăng Khôi học rất là dở, thường xuyên đổi sổ,
Tại sao lớn lên lại trở thành một điều tra viên? Tôi thấy kỳ lạ quá cho nên tôi thu thập tài liệu để tôi tìm hiểu thôi. Thì khác thường xuyên nói dối. Bắt cười quá. Bắt cười không? Hả? Bắt cười thì bắt cười chứ sao? Bắt cười đi. Thì tôi bắt cười nào. Chắc nó. Tiếp tục lại phủ nhận hả? Được. Tôi sẽ trực tiếp hỏi bị cáo. Em không thích anh thật sao? Hãy nhìn thẳng vào mắt hiếu của anh trai. Anh đến đến mà. Nếu em không trả lời, anh hiểu là em thích anh không? Anh biết chắc là như vậy mà. Nè, Đăng Khôi. Bây giờ thì anh đã biết được tình cảm của em dành cho anh rồi. Anh có thể về Sài Gòn. Thôi đi, xin anh đừng có làm như vậy. Anh càng làm, em sẽ càng mệt mỏi hơn thôi. Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lẩn trốn nữa. Anh có thể cấm em xuất ngoại. Thu Phong nè, em có biết là tất cả các nhân viên trong công ty của em đều là tay mắt của anh không? Đúng không? Anh đã chấp nhận chịu đựng chỉ để có được giây phút này. Vậy mà khi gặp lại em, anh không biết nói gì cả. Thu Phong à, anh đã chuẩn bị rất nhiều. Chú không được nói gì cho Đăng Khôi biết, cũng không được làm hại ảnh nữa. Hãy sống như trước giờ chưa hề biết nhau. Tôi cũng sẽ không đến với Đăng Khôi đâu. Chú hãy buông tha cho tôi đi. Lần này thì anh không thể để mất em. Em cũng đừng quên, anh có thể dìm người đó xuống vực. Chú vẫn không thay đổi gì hết. Hãy chọn lựa đi, tự giác đến với anh. Nếu tôi không đến với chú sẽ tiếp tục làm hại Đăng Khôi nữa sao? Tôi yêu Đăng Khôi cho nên rất đau khổ. Chú xuống đây là để xem tôi đau khổ ra sao, phải không? Nếu vì người đó mà em đau khổ như vậy thì tôi không thể buông tha được. Tôi đã đau khổ như vậy mà chú vẫn không thể buông tha sao? Em không thể đến với anh được. Nếu anh cứ quyết tâm như vậy thì em biết phải làm sao đây? Nói đi, em phải làm sao đây hả Đăng Khôi? Chào Đông ơi, có tin chung như đâu, chị nên đãi mọi người ăn đi thôi. Chị ơi, chị đừng nói là chị với anh bắt chước em với Hải Long nha. Mọi người đang nói gì vậy? Ý Ngọc Nga nói là đám cưới đó phải không? Anh coi nói tụi em nghe hết rồi. Anh nói là Sarangheo là anh yêu chị đó. Chị Thu Phong ơi, anh nói tụi em biết hết rồi. Sống chết gì anh cũng về với chị hà.
Không phải như vậy đâu mà. Tình cảm không rõ ràng là không được đâu đó nha. Thôi đừng giả bộ đi chị ơi. Đăng Khôi nè, đúng là đã tìm được tung tích của người bị hại tên Quanh đó chưa? Dạ đã tìm được rồi. Hiện giờ cô ta đang ở đâu? Em thấy cô Quanh đi nước ngoài thật là sáng suốt á. Đăng Khôi cũng đang truy tìm cổ. Tiếp tục theo dõi đi. Dù sao thì chị ta chỉ là con rối của Hoàng Bách mà thôi. Ông ta đã chuẩn bị một kế hoạch sẵn rồi. Dạ thưa anh, có một điều lạ là trong số 5 quần băng hiện trường hôm đó thì có một quần bị mất, mà quần băng đó này là gần và trực diện hiện trường nhất. Nếu giờ quần băng đã còn thì chúng ta có thể giải quyết được sự làm bấy lâu nay rồi thưa anh. Cho nên mới có chuyện tôi bị hạ quái. Còn diễn viên Minh Hùng nhờ chuyện đó mà nổi danh. Dạ. Dạ thưa anh, giám đốc công ty mặt trời đã đến. Diễn viên Minh Hùng của chúng ta đang rất nổi danh, những người đầu tư hết sức hài lòng, chúng ta đang có rất nhiều thuận lợi. Trước khi ký hợp đồng hợp tác, chúng tôi muốn biết rõ xuất xứ của tiền vốn. Cả một khoản tiền đầu tư lớn như vậy là của ai? Anh đừng có quan tâm đến những loại thông tin đó, biết có tiền là được rồi. Giờ hãy lo tập trung vào kế hoạch sản xuất phim đi. Xin lỗi, chúng tôi là công ty nhỏ, không cần rầm rộ quá đâu. Hãy tìm hiểu xem nguồn vốn đầu tư của công ty đó từ đâu ra. Em thấy nó đâu liên quan tới mình đâu anh. Họ cứ đưa tiền thì mình sản xuất phim thôi. Thưa anh, tôi đã điều tra ra nguồn cung cấp vốn cho dự án phim công ty ngôi sao rồi. Ở đâu? Dạ, một tổ chức rửa tiền ở Nhật. Chú Hoàng Bách, chú tiêu rồi. Tất cả là do chú làm phải không? Tôi không muốn lần đầu tiên Thu Phong đến nhà tôi mà lại như vậy. Sao chú lại làm như vậy? Tôi thật không thể hiểu nổi. Tại sao chú phải làm như vậy chứ? Để giữ lấy em. Tôi không thể sống thiếu em được. Nếu tôi công bố đoạn băng này, cậu ta sẽ mất tất cả. Chú muốn điều gì nữa tôi? Hãy kết thúc với cậu ta và đến với tôi. Tôi sẽ ngừng mọi việc lại. Không ai ngoài em có thể ngăn cản được điều này. Làm như vậy chú sẽ nhận được cái gì chứ? Được em. Hải Long nè, Long đi thu tiền khách hàng tôi nha. Tôi phải lên Sài Gòn bây giờ đây. Chị gặp anh Khôi phải không? Đừng có giấu em. Chị, nếu mặc cho đẹp và trang điểm thì kỹ rồi mới đi nghe. Tôi đi, tôi sẽ về liền trong ngày mà. Đi về sớm chứ. Bây giờ chị ở trển luôn cũng được, tụi em lo được hết á. Tôi đã nói là tôi về ngay mà. Mắc cỡ.
Bây giờ em chịu rồi, cho nên mới tìm anh chứ gì. Anh đang điều tra công ty ngôi sao phải không? Ừ. Anh Khôi nè. Bên cha, đói bụng quá. Mình đi ăn đi, giờ anh kia nói chuyện nha. Anh đang điều tra chuyện gì ở công ty ngôi sao vậy? Không biết là chú Bách. Sao Thu Phong lại lo lắng chuyện đó? Đó là chuyện của anh phải làm mà. Anh là điều tra, tìm người có tội á là việc của anh phải làm. Nếu như mà chú Bách không có tội á thì anh sẽ không bắt. Có gì đó em phải lo. Thôi, lo ăn đi. Ủa bây giờ mà nè, sao giờ này ăn như mèo vậy? Sao tự nhiên anh cứ lãng có chuyện ăn uống vậy chứ? Chứ không phải người ta làm việc để ăn để sống sao? Ừ. Em đang lo lắng và quan tâm anh hả? Vì anh phải không? Quan tâm cái gì mà quan tâm? Không có liên quan gì tới em hết á. Thưa anh, phim lần này công ty ngôi sao được người ta làm rầm rộ lên. Đúng là có lý do đó anh. Lý do rửa tiền phải không? Dạ. Vậy thì anh hãy kiểm tra tài khoản ngay đi. Có thể họ đã chuyển sang chứng khoán không chừng. Dạ, tôi biết rồi. Thật ra ý anh là sao? Chỉ cần anh tập trung sản xuất phim cho tốt là được rồi. Tôi sẽ không hợp tác bằng cách này. Chúng ta coi như không có hợp đồng như vậy. Cái gì? Vậy Minh Hùng thì sao? Đã gom tiền đầu tư rồi, bây giờ mấy anh nói không là. Vậy chúng tôi tính sao đây? Hãy dùng tiền đó mà tuyển diễn viên khác và tự sản xuất phim đi. Chúng tôi cũng chích giọt. Anh ơi, nếu bây giờ mình bỏ thì thiệt hại phía mình nó rất là lớn đó anh. Không lẽ chỉ vì Đăng Khôi mà mình chẳng làm được gì sao? Nè Mỹ Hà, tôi tới đây không phải là để thăm hai người đâu nha. Thực ra là tôi tới đây để coi cháu của tôi lớn cỡ nào thôi chứ bộ. Phải vậy không đó? Hay là bà vì Đăng Khôi mà chạy tới đây? Không phải mà. Hay là vì chú Bách? Nghe bà nói là tôi biết rồi. Nè, Đăng Khôi á, đang điều tra về công ty ngôi sao đó. Có phải chuyện trước đây có gì đó uẩn khúc mà tụi tôi không biết không? Không. Chẳng qua là Đăng Khôi còn yêu đơn phương tôi thôi. Vậy thì tại sao bà lại bỏ chú Bách? Tôi có hoàn cảnh riêng mà. Vì lo cho chú Bách hay là vì lo cho Đăng Khôi? Thiệt tình, cái chú giám đốc lịch lãm đó vì thương bà quá mà trở thành một con người khác mất rồi á. Chú ấy đã trở thành người khác mất rồi. Tình yêu là cái gì chứ? Mà chú Bách cũng lạ thiệt. Nghĩ kỹ lại thì những việc chú ấy làm cũng là vì bà thôi. Đáng lẽ lúc đó bà phải